Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Mẹo Vặt 789. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một chiếc phi thuyền đồ chơi cho các bé. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị đó là một miếng xốp. Miếng xốp các bạn có thể lấy trong các thùng xốp. Thứ hai là motor 3V, cái loại này ở trong các cái xe đồ chơi trẻ em nó bị hỏng, mình lấy ra. Rồi một cục pin 3A, dao, bút, thước và một vỏ lon bia, cộng thêm một súng bắn kéo nến. Ok, bây giờ chúng ta bắt tay vào làm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ lên cái thuyền nằm trên đây. Thì mình sẽ lấy thước, dùng thước và bút mình vẽ lên. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy kích thước nó khoảng tầm 14 cm. Rồi, sau đó chiều dài đi lên ta sẽ làm khoảng tầm 20 cm. Rồi, bên đây chúng ta cũng sẽ làm 20 cm. Rồi, còn cái phần đỉnh này chúng ta sẽ cho ăn lên. Đây, mình sẽ vẽ lên cho các bạn dễ. Đây, phần đỉnh này chúng ta sẽ cho ăn lên khoảng tầm 10 cm. Tổng cái thuyền này là 30 cm. Chúng ta xác định tâm. Ok, bây giờ việc tiếp theo của chúng ta sẽ vẽ làm sao cho cái viền này nó được tròn hơn, để không để gấp cạnh như thế này. Đấy, để làm cho cái thuyền nó đẹp hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dùng dao và chúng ta sẽ cắt theo cái đường chúng ta vừa mới vẽ xong. Ok, sau khi mình cắt xong thì được một cái tấm như thế này. Và bây giờ chúng ta tiếp theo chúng ta lật lại cái mặt sau. Cái mặt sau này chúng ta sẽ cắt vát cái phần này đi, vát lên. Đấy, để cho giống thích thần thật và nhìn nó đẹp hơn là chúng ta để khối như thế này. Và cách vát thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ một đường cách cái mép ngoài khoảng tầm 1 cm. Rồi sau đó chúng ta cắt vát lên, vát lên đến đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vẽ. Rồi, sơ qua chúng ta vẽ được như này. Bây giờ chúng ta sẽ cắt vát lên. Ok, sau khi mình làm xong nó được như thế này. Đây, các bạn có thể thấy. Đây, các bạn đã cắt thêm. Ok, sau khi mình làm xong được như thế này. Đây. Rồi, bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ định hướng và để cái động cơ motor vào đây. Đấy, vào đây. Thì chúng ta sẽ khoét một lỗ để cho cái motor nó nằm vừa dưới đây. Đó, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đo cái motor. Đo cái mặt trên nhá, các bạn nhớ mặt trên. Chúng ta sẽ đo cái kích thước của motor. Các bạn nên đo nó nhỏ hơn cái motor một chút để khi ta dắt cái motor vào là nó chắc luôn. Và trong khi đó chúng ta sẽ cắt theo hình chéo như thế này. Mình sẽ cắt các bạn xem. Ok, các bạn nhớ là cắt xuống đến gần cái đáy này. Cắt lên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng dao chúng ta xuyên lên, chéo như thế này để chúng ta vứt cái phần này ra. Cái phần này.
Rồi ok. Đây, mình sẽ lắp vào. Nó sẽ được như thế này. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắt cái ngòi bút này ra. Rồi, chúng ta sẽ dùng bật lửa. Chúng ta hơ nóng cái phần này lên để chúng ta dắt cái ngòi bút vào. Rồi, thì chúng ta nối dài cái trục này ra. Ok. Chúng ta sẽ dùng keo nến, chúng ta gắn cái motor này xuống. Đây mình cắt nó rộng quá nên mình phải gắn một keo. Rồi. Cái phần trục này chúng ta sẽ cắt bớt đi. Các bạn nhìn theo cái chiều này, chúng ta sẽ cắt nó cách khoảng tầm 1 cm. Đây. Rồi. Ok. Bước tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cắt cánh quạt. Chúng ta sẽ dùng lon bia. Rồi. Và mình dùng một cái đồng xu. Mình sẽ vẽ lên một cái hình tròn ở trên đây để chúng ta cắt theo cái hình đồng xu để chúng ta làm cái chân vịt. Ok. Đấy, cắt xong mình được như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái dân vật nhọn, chúng ta định hướng. Đấy, ước chừng chúng ta làm một cái tâm, chúng ta khoan thủng luôn. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ cắt cho nó làm thành 6 cánh. Ok, sau cắt thì được cái này. À, các bạn sẽ vặn bẻ nó giống như cái hình cánh quạt đấy. Cái leo chúng ta bẻ thành hình cánh quạt. Ok, sau khi nắn thì được mình được như này. Một chiếc cánh quạt. Và bây giờ chúng ta sẽ khoan cho nó vừa đủ để chúng ta gắn vào cái trục này. Như thế này. Mình sẽ dùng keo nến, chúng ta cho keo nến vào đây. Chúng ta gắn lại. Ok, sau khi gắn xong là mình được như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bước tiếp theo. Chúng ta sẽ làm một cái buồng lái ở trên đây cho cano. Thì buồng lái ở đây chúng ta sẽ lấy kích thước như lúc nãy. Như lúc nãy ở đây là 14 cm. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái buồng lái khoảng tầm 10 cm. Các bạn sẽ cắt ngang 10 cm. Rồi. Cái phần đi lên đây chúng ta cũng sẽ làm móp như đoạn đây. Như này. Vị trí là khoảng tầm 16 cm. Ok. Còn cái phần lên đây chúng ta sẽ làm khoảng tầm 2 cm. Đây, như chiều cao từ đây lên đây. Chúng ta làm sẽ cần 2 cm. Và chúng ta vẽ một đường ngang. Sau đó chúng ta sẽ cắt chéo lên như thế này. Rồi. Công việc còn lại bây giờ chúng ta sẽ cắt theo cái khung chúng ta vừa mới vẽ xong. Rồi, bây giờ các bạn cũng sẽ làm vát giống như trên đây. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm vát theo chiều này. Và chúng ta cũng sẽ làm khoảng tầm 1 cm. Các bạn cũng sẽ vẽ tầm 1 cm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắt vát xuống đây. Như lúc nãy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gắn nó trực tiếp lên đây luôn. Lấy cái miếng như này. Đây.
Các bạn có thể tưởng tượng là được cái phi thuyền này đấy. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta trong cái lúc ta gắn này thì chúng ta sẽ lấy cái cục pin 2A này, à 3A này. Chúng ta sẽ định vị trên đây. Và bây giờ các bạn sẽ lấy bút chúng ta vẽ cục pin lên đây. Có thể vẽ ngang hoặc có thể là vẽ dọc cũng được, tùy theo ý thích của các bạn. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ khoét để cho cục pin nằm vừa nơi cái khung này. Đây, sau khi mình khoét được như thế này. Đấy. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ dùng lon bia tiếp. Chúng ta sẽ cắt lon bia ra. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ cắt thành một miếng rộng khoảng tầm gần 1 cm. Như thế này. Đấy. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cắt một bên cho nó nhỏ lại. Đấy, một bên nhọn lại. Và một bên còn lại thì chúng ta sẽ cắt bằng cũng được. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cắm xuống đây. Các bạn sẽ dùng nguồn điện này. Đây mình sẽ khoan hai lỗ từ trên này xuống. Ok, khoan được hai lỗ như này rồi. Bây giờ mình sẽ luồn hai cái đầu dây của cái cano này lên. À cái thuyền này lên, động cơ. Rồi ok. Sau khi được cái này chúng ta sẽ gắn, dùng kéo nến chúng ta gắn hai cái miếng xốp này lại với nhau. Ok các bạn chú ý nhé. Cái viền xung quanh mình đã cách rất là đều nhé. Như này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái miếng lúc nãy mà chúng ta vừa mới cắt. Đây. Chúng ta sẽ làm cái chân để bắt pin. Thì bây giờ dây điện chúng ta sẽ bóc ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đấu vào đây. Sau khi mình đấu dây được như này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dắt cái này ở dưới đây để cho nó chạm vào cái chân pin. Các bạn làm cả hai bên nhé. Ok, sau khi mình dắt vào được như thế này, các bạn có thể chú ý. Đấy, hai bên mình đấu vào nguồn điện. Và bây giờ chúng ta sẽ dắt pin vào cho nó chạy. Đấy, như các bạn thấy là motor nó đã chạy, động cơ chạy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những chiếc bút lông, chúng ta sẽ trang trí lên. Các bạn có thể vẽ theo ý thích của các bạn để cho cái thuyền này nó đẹp hơn. Ok, sau khi sơ qua thì mình trang trí nó như thế này thôi. Sơ qua thôi. Các bạn có thể là trang trí theo ý thích của bạn đẹp hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mang đi test thử.